Barcelona có được ngày hôm nay là nhờ có Messi. Các bạn cứ thử nghĩ mà xem điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy không đặt chân đến sân Camp Nou. Cậu ấy hoàn hảo ở mọi khía cạnh, từ thành tích ghi bàn, cách cậu ấy đóng góp vào lối chơi, sự hiệu quả, đẳng cấp. Nói chung là phong cách chơi của cậu ấy thật hoàn mỹ. Đó là những gì huấn luyện viên Pep Guardiola nói về Messi trên sóng của đài ESPN ngày 10 tháng 5 vừa qua. Những mỹ từ dành cho cầu thủ người Argentina có lẽ người hâm mộ bóng đá đã quá quen rồi. Không một năm nào chúng ta không được nhìn thấy sự bùng nổ từ đôi chân ma thuật của anh. Từng đường bóng được anh tạo ra đẹp và quyến rũ đến mức thôi miên tưởng ánh mắt của những người chứng kiến nó. Nhưng xót xa thay, đội bóng chủ quản của anh Paris Saint-Germain lại đang giam giữ đôi chân ma thuật của anh. Tuy rằng anh vẫn ghi bàn, kiến tạo như một thói quen. Thế nhưng với giới chủ của đội bóng nhà giàu nước Pháp, anh đang là cái gai trong mắt họ. Cứ tưởng rằng mùa đông tại Qatar sẽ tạo nên một mùa giải thành công với Messi. Ấy thế nhưng mọi thứ đã quá khác ở mùa hè tại Paris. Thế giới hò reo cho chiến thắng của anh tại World Cup bao nhiêu thì tại Paris, tiếng lo lại lấn át tất cả. Những cổ động viên tại thành phố hoa lệ này đã không còn thiết tha với nghệ thuật chơi bóng của anh. Có lẽ họ tin rằng chỉ cần những túi tiền của giới chủ là đội bóng của họ vẫn tráng lệ mà không cần có anh. Thật kỳ lạ với những người hâm mộ bóng đá lâu năm khi thấy Messi trở nên cô độc trong tập thể. Từ đội tuyển Argentina cho đến câu lạc bộ cũ Barcelona, anh luôn được bao quanh bởi những con mắt ái mộ. Giờ đây khi chứng kiến tình cảnh hiện tại của Messi, những ánh mắt ấy không chỉ chất chứa sự ái mộ mà còn chứa tràn sự mong mỏi. Không một cổ động viên nhiệt thành nào của Barcelona là không biết đến hai chữ Lionel Messi. Anh chính là vị thánh của vùng đất Catalonia này. Chính vì vậy, không ít người hâm mộ đội bóng đang mong muốn những bước chạy của anh xuất hiện trở lại trên sân vận động Camp Nou. Messi đã cho và nhận được tất cả mọi thứ tại Barcelona. 17 năm khoác lên mình màu áo đỏ xanh đó, anh ghi được 672 bàn thắng cùng 305 lần kiến tạo trong số 778 trận. Chính anh là người đã giúp cho phòng truyền thống của câu lạc bộ này trở nên lấp lánh với hơn 10 danh hiệu La Liga cùng 4 chiếc vô địch Champions League. Người được hưởng lợi không ít từ sự thành công của Lionel Messi tại Barcelona chính là huấn luyện viên Pep Guardiola. Tên tuổi của ông trở nên lẫy lừng nhờ lối chơi tiki-taka hủy diệt. Đúng, nhưng chưa bao giờ bạn tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu như bộ óc thiên tài của Pep không gặp được tài năng của Messi. 4 năm đồng hành cùng nhau trên một chiến tuyến từ 2008 đến 2012, bộ đôi thầy trò này đã cùng nhau chinh phục 3 chiếc vô địch La Liga, 2 cúp nhà vua, 2 Champions League và 2 danh hiệu FIFA Club World Cup. Có những thời điểm nhiều người cảm tưởng rằng không một thế lực nào có sức mạnh như Barcelona của Pep Guardiola. Đây là Barcelona hùng mạnh và bất cứ ai cản trở họ trên con đường chinh phục danh hiệu đều phải trả giá rất đắt. Giờ đây khi hai người đã thuộc về hai vùng trời khác nhau, họ vẫn thể hiện đúng với những gì đã từng làm trong 4 năm đó. Cơ đồ của Manchester City của Pep Guardiola luôn là kẻ không ai muốn chạm mặt. Và Messi cũng là cầu thủ mang lại nỗi khiếp đảm cho những đội bóng anh đối đầu. Có lẽ vì Pep muốn tái hợp với anh trên con đường chinh phục vinh quang, không ít lần những tin đồn chuyển nhượng liên quan đến cầu thủ người Argentina và câu lạc bộ Manchester City xuất hiện. Dẫu vậy, lòng trung thành của anh với Barcelona đã dập tắt những tin tức đó. Sự tận hiến của anh cho đội bóng xứ Catalonia là điều không mấy ai nghi ngờ. Chính vì điều này đã để lại một nỗi buồn man mát cho những trái tim yêu Barcelona. Họ cũng đã nhìn thấy anh chấp nhận giảm 50% lương để được tiếp tục chơi bóng ở đây. Họ đã chứng kiến thần tượng của mình cam kết sẽ gắn bó dài lâu với Barcelona. Thế nhưng bê bối về tài chính khiến cho lòng trung thành bao la của Messi cũng không thể cứu vãn. Số tiền nợ khổng lồ của đội bóng này buộc Messi phải nhường khoảng trống cho nó. Và rồi giọt nước mắt trong buổi họp báo chia tay đội chủ sân Camp Nou khiến không ít người nuối tiếc. Tiếc vì đội bóng đã mất đi một siêu sao. Tiếc vì lòng trung thành của ngôi sao đó bị chà đạp bởi số phận. Năm cuối ở Barcelona, Messi vẫn có cho mình những khoảnh khắc tỏa sáng. Thế nhưng nó còn quá yếu ớt để xua tan đám mây mờ bao phủ đội chủ sân Camp Nou. Đến khi cầu thủ người Argentina rời đi, mọi thứ cũng không khá khẩm hơn. Mùa giải trước, Barcelona thất bại hoàn toàn trong cuộc đua đến danh hiệu La Liga với đại kình địch Real Madrid. Tại đấu trường Champions League, họ cũng phải cay đắng bị loại từ vòng bảng. Không những thế, họ cũng thất bại tại UEFA Europa League. Tuy nhiên, mọi thứ đã trở nên sáng sủa hơn với đội bóng này ở mùa giải năm nay. Dù vẫn phải dừng chân sớm tại Cúp Châu Âu, nhưng họ đang là đội bóng tràn trề cơ hội giành chức vô địch La Liga. Cũng cần phải nói rằng kể từ đầu mùa, Barcelona đã thực hiện không ít những đòn bẩy kinh tế thông qua việc bán tài sản của đội bóng. Số tiền thu về từ những quyết định đó giúp cho họ có được sự phục vụ của hàng loạt ngôi sao như Rafinha, Kessié
Christensen, Koundé và đặc biệt là Robert Lewandowski. Tiền đạo người Ba Lan đang là cây săn bàn tốt nhất lúc này ở đội bóng xứ Catalonia. Nhưng như vậy là chưa đủ để cổ động viên Barcelona nguôi ngoai đi nỗi nhớ Lionel Messi. Trong những trận đấu lớn, Lewandowski không thể hiện được nhiều. Điều này hoàn toàn khác với Messi, một cầu thủ khiến cho bảng tỷ số phải hiện tên mình và khiến đối phương phải hãi hùng. Dù vậy, viễn cảnh Messi, Barcelona tái hợp cùng nhau có lẽ chỉ dừng lại trong trí tưởng tượng của những cổ động viên ưa hoài niệm. Tình hình tài chính vẫn là rào cản lớn với đôi bên. Barcelona đang phải gánh quỹ lương lên đến 600 triệu euro và đang được yêu cầu cắt xuống 400 triệu euro. Nếu như muốn đón huyền thoại đội bóng trở lại, Barcelona sẽ phải tái cấu trúc lương của mình. Để thực hiện điều đó, có thể đội chủ sân Camp Nou phải cắt giảm lương, bán cầu thủ, thậm chí là chấm dứt hợp đồng với một số cầu thủ. Sân Camp Nou cũng đang trong quá trình tu sửa. Ngân sách cho việc này không hề nhỏ, có thể lên đến 4,4 tỷ euro. Khi bản Messi một lần nữa khoác lên mình chiếc áo của Barcelona quá đẹp để khiến cổ động viên đội bóng này thôi mơ mộng. Nhưng có lẽ đành phải gạt nỗi nhớ sang một bên và tạm quên đi Messi. Những gì anh để lại ở sân Camp Nou là một di sản. Người hâm mộ Barcelona có thể nói về anh ấy với một niềm tự hào. Nhưng đừng quên, hãy gác lại niềm tin anh có thể thay thế một trong những cá nhân ở tập thể Barcelona hiện tại. Hãy có niềm tin vào Barcelona này, hãy ủng hộ và chiến đấu cùng với họ với niềm tin họ sẽ kế thừa những di sản của Messi thì hơn. Cảm ơn quý vị đồng hành với video ngày hôm nay, đưa ra những ý kiến của quý vị về câu chuyện chúng ta chia sẻ trong phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.